Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 5 cây sâm núi ha. Sâm trái nha cô chú anh chị. À, 5 cây ha, tàn luôn nha. Tàn tròn đều hết rồi. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn. Dạ, cây này có mã số 1. Mã số là số 1 nha. À, cô chú anh chị mình thấy co lắc ha, cái tàn nha. Tàn quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Quành em đo đây là 18. 18 quành ngay vị trí đó nha. Quành thân là 12. Thân trên đó 12 nha cô chú anh chị. Chiều dài 20. Dài 20. Tàn ngang là 33. Tàn ngang 33. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Dạ, cây này có mã số là 1. Em xin giao lưu là 1 triệu 100 ngàn. Cây này mã số 1 nha cô chú anh chị. Sâm núi, sâm trái nha. 1 triệu 100 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cây mã số 2. Đó, cây này lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cái co lắc à. Đó, cái củ bành kỳ ha. Tàn cũng đều hết trơn. Đế đều, đế đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Quành đế 25. Đế 25 quành nha. Thân 11. Chiều cao 20. Cao 20. Tàn 36. Tàn là 36. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Cây này mã số 2 em xin giao lưu là 1 triệu 100 ngàn. Đó, mã số 2 nha cô chú anh chị. 1 triệu 100 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cây mã số 3. Đó, cái tàn đều đẹp nha. Cái củ cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây rất là già cây nha. Tàn về cui. Rồi, thông số luôn. Quành cũ là 18. Cũ 18 quành. Quành thân 10. Thân là 10. Chiều dài 25. Dài 25. Tàn 37. Tàn là 37. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Cây này mã số 3 em xin giao lưu là 1 triệu. Cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây này 1 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây số 4. Cây đổ treo nha. Đó, cây cũ quá trời cái cũ luôn cô chú anh chị ơi. Nè, đế nè cô chú anh chị mình xem ha. Đế như đế sắp vậy. Nè. Đế đều luôn. Cây này đế đều 12-24 giờ luôn nha cô chú anh chị. Cây này đế quá đẹp. Co lắc cũng đẹp ha. Tàn đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Quành cũ là 23. 23 quành cũ. Quành thân 12. Thân 12. Chiều dài 23. Dài 23. Tàn là 30. Tàn ngang 30. Kính bầu 15. Kính bầu là 15 ha. À, cây số 4 nha cô chú anh chị. Cây này 1 triệu 2. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cây mã số 5. À, cây này cái tàn à, cô chú anh chị mình xem cái tàn ha. Cũ nè cô chú anh chị. Đế cũng khá đế nha. À, còn là rất là đẹp. Sâm núi nha cô chú anh chị. Sâm trái nha. À, dòng này dòng sâm trái. Rồi thông số luôn. 20 quành. Quành thân 11. Thân 11. Chiều cao 25. Cao 25. Tàn là 26. Tàn 26 nha. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Cây mã số 5 em xin giao lưu là 1 triệu. Mã số 5, cây này 1 triệu của chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo.